ជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងមកកាន់ឆាណែល YouTube អេម៉ាទីធីចាជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅពេលនេះក៏សូមលើកយកនៅព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងតារាសិល្បៈយើងមួយរូបចាគឺក្រោយរងការរិះគន់រឿងយកលុយដាក់លើទីរិកាឬពីកំណត់សម្រាមស្រាប់តែស្រែនវុថានឹងក៏បានតបទៅវិញថាចាចឹងប្រហែលជាលោកអ្នកនៅចាំមិនទាន់ភ្លេចនោះទេតេតតឹងទៅនឹងទេរីការដែលត្រូវបានគេយកទៅបោះចោលនៅលើគំនរសំរាមប៉ុន្តែចាជាសំណាងនៅពេលនេះនឹងគឺមានអ្នកយកទៅមើលថែហើយចាចឹងគឺថាតាមទម្លាប់សម្រាប់អវិជ្ជជនខ្មែរយើងខ្លះនៅពេលដែលគាត់ឃើញមនុស្សរងគ្រោះឬក៏មានចាបញ្ហាអីចានៅតាមផ្លូវនោះគឺតែតែបោះលុយបោះកាក់ទៅលើចាបុគ្គលម្នាក់នោះហើយចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ច្រើនចឹងឥឡូវនេះគឺសិនវត្ថាគា
năm trong cõi ní cứ tăng tài miền vọt tầm miền đã chui đã chân cây cỏ qua tì lùm nớ nâng chân bị ca chỉ đàm bắt tụ bay chân miền phía bộ vô cho mùi nâng ca nghe xa lập bạ dàng nạc đấy có đà ra bảo rụng ní chân liệt bèl thơ rừng lọ lọ chà hay ở nằm dốc thả vị ca bị sợ bảo chân thì chụi bóng bảo ôn rồi chìa bảo rốt đà miền chì bảo phép sạc xoay phòng đài dạy năm anh cao bì mà xong anh ní đà ra bảo rụng ní kron tại bản đăng đồng nâng bì tìa rì ca đại tượng nâng cao hay trở ở bụng mặt đài dục mà bỏ cháu nơi lơ cùng nô xâm ràm rụt máu lô có bà nôm thả vị ca nâng rụng bọc ra bà mùi chùm nuốn đầm bày chui từ cán đó cô má rây nụp phòng đài tại cài bê đã đà ra bảo rụng ní bọn họ rụp hiếp chui đó cô má rây tượng nâng cao nút có mì nệ rì con bụt tài xa mập hiếp dục lùi tiền phần mát đã nà lời khmênh tội nụ tại đà ra bảo rụng ní có trái tóp từ vánh giác đôi trái thà nì hai chả đặc khmai mùi chùm nụn tội nhằm thua ở với nhằm đăng tầng o nhằm con tài chọn thọt bằng hai nhạy bọn bộ ôn kê chui đó khmênh tội ní xâm rắp tinh tức đọc cổ tê ai kê khơn tê hai đó với dục rừng đọc tội mùi ní mọc đi cùng từ vinh nẹ ban chui đó là chà nẹ rì côn nâng cứ ban chui đó kê rừng nơi ban khơi rụp hiệp quát bê đai tự đo rừng nơi lối xong đã chết mùi phê tê xong kịch tha vía mình chị ở vầy khmênh tơp tay bần nâng ở toán chà tiếng đăng ở vầy phong mình tha ở khlân mơ rồi có sạp có khní ở đằng đá bố vía mình toán cực khai nẹ chân châm côn chà rồi bọn nẹ nẹ miền đài đăng thả côn ruột bê cạt máu khní ác mơ khơi nâng sạp lưới nông bê nà tê bà màu mình đấng nẹ chát mặc nhóm nâng bằng rỉ nẹ ao chết mờ khmer cô bên chị phong đại tha đã ra sầm đài lục sri bột tha bà nằm chuột nơi thạ bị ca để bóng bồn sập bờ thoa môi chùm nún ban bò đi chạy tam để chị lục toàn đầm bầy ban dục để chui đỏ nạp chịu ba thì đi ca tập nâng cao nốt ban lôi nâng tinh cha tực đỏ cô xong về đẹp ra prác sầm rạp khmer phần này chả chẳng cứ tự tôn tận rừng ra nên đã cứ lộc ban dục thà bị ca nâng tự chun chả tiền bị ca nô hay sầm đập thà bị ca nên mình thà bị ca ruột lộc tại mình để ai to lên cứ chỉ ca cho ruộng bò để chạy bị sập đó chun để lộc ban làm bề mình đều chẳng ấy chả chẳng mình tỏ mắt cứ đầm bay bọc cọt bị chia thà lộc bị chịu ban nằm dục thà bị ca chun tự đó chun chả chun tự đó tiền bị ca nô mấy cứ lộc đã lôi nơi chật nâng một play tê đầm bay thọt ở sập đó chun cọt ban khơi nhưng mình tụm nục chật chả chỉ ca thua bận đi phòng đá có thua ai miền mặt tệ mua chùm nổ nước bàn thì côn từ lờ rụt lâu thế mình cua thua bạn đi nấu tê chà chẳng hai còn miền ca tập to mà vịnh bạn đi đau sầm đài bị phịp on chật đó nè hà đại vợ ban chị tùng vợ lõ khi mở ọt khơi sắp tới khơi nơi ở vậy cầm ho coi cho cô mình tịnh mình tối ba chân lượng cho phan đi chà chà chẳng có sông chóp cho mùi nâng ở rừng ra vô đồ miền tệ tông tình nâng ca rì côn từ lờ lâu sẽ đánh bột tha tại trầm bình này chà chẳng xâm rạp lúc nè chà mình ở vậy trong comment ai comment bác này khăn kèm video nè xong chú cho like subscribe nâng chạy được cần đăng đăng bày tự tụng bác nơi tùm nâng vô đồ miền thamay thamay chìa bằng tỏ tiết bị channel nè chồng thật bên này có xong ạ côn xong chùm rượp lìa